bà xôm chụp đẹp xuống bà chỉ thay một đoạn tiết ta đo lý sách này vật chất than về khu vực trái cái tây phun phía để cho sàn compost có đôi chi lý sách để tam sẽ còn trở lại xem xét phòng này bà nửa bên ít trong zoom bằng to bà nửa mê riêng đã cả bị video một nốt cái dường bàn đang hỏi bà ông bị trade volume bà cái tổng hôm này cả phương trình cảm ơn đã chiến đầu viên Amrit đang bật tế xem xét bà có dường bàn đang ông bị và đường ra mà chúng luôn phong đài nó ông pi cầm nát nó không cả thuê phải cam on lại chiết là ta lại khan ấy khác miền ấy khác để thuê ở miền cầm nát nó không cả thuê phải cam on lại chiết và lời đấy cứ dừng to từ đó và factors affecting international trade flow từ là lùm hô cắt tá đại miền ở địa bố từ đó lùm hô để cả thuê phải cam on lại chiết thật ta miền cắt tay là đại miền ở địa bố nó là miền phải bắc bộ nó miền phải bắc bộ tại đó là lùm hô này cả thuế cho các bạn tại chiến factors affecting international trade flow cách ta để miễn ít thì bồi gồm miễn phò phà phò tại đó là lùm hô này cả thuế cho các bạn tại chiến đây nhưng cách ta thì mới cứ từ là cost of labor từ là đồng lãi này gồm lãng phô lực cảm đồng lãi gồm lãng phô lực cảm và tên là mỗi hiện nên là hiện tháo và hiện hiện tiếp chẳng thua cao dùng ai đừng cả này tại bởi công lãng phụ lực cảm còn hiện miền lầm lại hiện cấp bố chẳng cứ cả thư bình dịch cảm có kì mình ai tự bản này chẳng hãy ban chỉ cả thư bình dịch cảm bằng loại chiến cứ kì màu viện dụng được không có thể cấp bộ ngạp hiệp hoạt để ra công lãng phụ lực cảm cứ tiếp nói công lãng phụ lực cảm tiếp the cost of labels varies substantially among countries cái ta đồng lãi này cầm lãng bồ lực cám cứ miền phía xe xe kia ta tạm bật tế nha nha nè tế khá tiếp tế khá phu tế khá có xóm rôm chẳng tầy nè chẳng đồng bây đại bật tế này miền cầm lãng bồ lực cám tiếp chẳng cao lùm hôn cao viên dụng anh ta chết có ảnh màu trả này inflation cách ta miền ảnh bồ mùi tiết cứ cách ta ảnh tệ phò rõ nà nè bây cả miền ảnh tệ phò rõ nà lùm hôn thì cao phương trình cảm anh ta chết có mình miền cá cá làng này cái màn kia miến bạn thấy từ thua chẳng ná ơi và miền ca cầm rất nhẹ tệ hoặc là miền ca miền cầm rất tiệm nó đồng bấy thẻ chín đó cả vì này dốt bị bỏ tệ a relative increase in a country's inflation rate will decrease its current account as imports increase and exports in decrease đã bị bỏ từ nâng cả can la này khả năng cắt ra tệ hoặc là nào bỏ tệ muối và nâng miền cả thật lẽ chỗ nâng cái này đi chả ròn nâng cao vị vô nó thật lẽ chỗ cái nạn đại ca nòm chỗ miền cả càng lá ngay nòm chánh nâng cao thòi chỗ nó nòm chỗ chả ấn tên nòm chánh và nòm chánh tịch nâng chánh nộp để miền ạp tệ hồ đàn ác cả lá chứ biết chứ phó bạc bò mũi thật đó cả phơi bình dịch cả bọn trọng chiến national income chùm nô chiến và chùm nô chiến a relative increase in a country income level will decrease its current account as imports increase. Bây giờ tôi đang cài lang nơi lời cầm rắt này chụp nô vào tế mùi. Đây là thẻ chó nơi nơi không cái nạn lý chạy đoàn nụ cái nạn này càng nòm chánh nó càng nòm chốt càng lại bây giờ chụp nô chiệt thẻ chó chẳng thua miền có phá bỏ là mình càng nòm chôn màu tràn và tràn như càng nòm chánh và chẳng lụp hôn này cao phơi phần trình cảm bằng đoạn chiến ai được miễn phát bạc bỏ ai được miễn phát bạc bỏ nơi phê đầy miễn chấm nôl cầm rắt này chấm nôl bỏ bật tế nút bỏ bật tế mùi nút cứ miễn cả thật lại cho mới thiết cư JMP government restrict cắt ta chữ bạp bỏ đọc thả bị bả chữ bạp bật tế nà mùi gọt tăng tánh được cả viên dưỡng chẳng lùm hô cả thư phương cho các bạn đã chết cứ quan trọng miền là công đặt tiệm nó cứ affecting cứ miền phó bạc bỏ là tại bởi quạt bạc dùm hó chẳng thua ai lùm hô này cả viên dưỡng mà bị bỏ tế chôn bởi tế hoặc quát nâng miền cả cả lại nhắn cứ chết cả tạm mỗi đo dùm khăn a government may reduce its country imports by imposing tariffs on imported goods or by enforcing a quota chẳng cần đã tha cái bẻ tha rất thay bán lại cắt và thôi nơi ca nòm chốn bỏ vật thể mùi bán đòi
cắt thôi cả non chố đòi bởi thế mùi bán cứ đòi cả bỏ cao ở bằng phần từ lưu đầm lấy thì cả bỏ phần từ lưu cả non chố đầm lĩnh chẳng cả nào bỏ cao hơn phần chẳng bởi thế nó ai nghĩa từ rồi bởi thế xem xế tiết đại miền phần tiệp chiền phủ cả nào bỏ cao hơn phần chẳng chẳng lại càng là chẳng vội bỏ lại chẳng đánh căn mình gặp lại cho chừng mừng rồi có đòi bằng không ơi cả cầm nọt nơi đầm lấy làm đồ từ lưu cả non chố nếu cái con làm bấy và làm vậy ở bậc cao nơi ở bậc thập phong sông hoặc còn phần tái tân dân bậc cao bậc cao nữa còn bậc cao từ lên làm lại quân bậc cao bậc cao cầm nắm từ lên làm lại làm lính chẳng thưa ai lùm hô này cả thuê để cho cả mọi loại chiết hô cho tiền bậc quát cứ miên cầm đặt càng để tiệm miên cả thoi chỗ note that other country may retaliate by imposing their own trade restriction các trong năm phong đã tha bởi thế xế những ai nâng xong là lọc màu vinh nhà xong sắc xong là lọc màu vinh nói bắt cao anh phân này mà đòi bắt cao anh phân đó là từ lời chữ bạp thì cả thua dùng muốn to là bỏ phụ kỳ này nhưng thua tay thua màu chứ nó bê đại miên chữ bạp bắt cao anh phân cầm nọt lên làm lái nhưng lùm hô thì chẳng cảm bảo chết ai nâng thua ai đang xe sometimes those trade restrictions may be imposed on certain products for health and safety reasons. Hay về khá nó cứ ở cả cầm hết này chữ bạp trong cả thuê chữ cám ai bằng phun từ lời blood pool chạy lẹ đôi chỉ blood pool từ lời sọc này sọc cấp hiếp rồi có tại sao lại head pool từ lời blood pool này dùng vật cấp hiếp ấy chạy đảo chắc cứ đừng ra được ở đấy bẹp bòn chỉ mới nâng cao vào mình restriction cắt ta chữ bập rồi bỏ ra thà bị bá ái thôi ở bắc bó thật đó lùm hô thì cả thuế phải chữ cám on trọng triệt bản và cắt ta mới tiết cứ exchange rate cứ cắt ta ạ tra đồ bạc bởi đây mùi miền cả phải phụ từ lửa ạ tra đồ bạc bạc khóa chí và ở đó ta miền ao nộp hiệp nó từ lửa thật lẹ nằm lầy nó có nông rụp bày vật thổ triệt bọc luôn chẳng thôi ai cao vị vô lục hồ này cả vừa phải chẳng cảm tổn chết có thể bạn cả tập thôi này hai bơ bơ đầm lái rụt bay bật thổ chết bọc luôn những việc bọc cao lan khu phế có cả vừa phải chẳng cảm tổn chết có bác bỏ này chết thời tại đó đầm lái sạc bà ta mùi nên đầm lái ná mùi đã xong sổ if a country's currency begins to rise in value its currency account balance will decrease as imports increase and exports decrease. Ta person ba rục bay vật thổ bỏ vật tế là mối chắp ra bằng ca nơi đồng lại mình phơi đồng lại hoặc luôn càng là chừng muốn cái này đi sạm thôi cái này đi chả ran bọc luôn ba nâng miền ca thôi chỗ mà nâng miền ca thôi là chỉ cám ba nâng miền ca thôi chỗ khả năng đại ca nòm chỗ càng lái nòm tranh thòi chỗ từ xa tái bẩm lái này rụp bật rụp bay ở bàn chiến bọc luôn đấy bạn bị càng lái bẩm lái khoảng tỷ chẳng cả thuê bên để cho cả một loại chiến con đường miền phò bạc bò hoàng này ai nòm tranh tới tết ta nòm chỗ là vẫn chẳng noted the factors are interactive such that they are simultaneous influence on the balance of trade is a complex one. Có trong năm tha cả ta ní ní cứ miền cà pẹp pon cái này và miền cà pẹp pon cái này đại chỉ ở pol từ lơ cà thuê vì miền ở pol là miền ở pol từ lơ to dạng phiệp để cà thuê phải chịu cảm hỏi đại chi phiệp smoke smoke mối phòng này nên đại cả ta thằng ở thằng lớn nó cứ việc chỉ là cái nạn smoke smoke mối ba từ lời cả với bệnh dịch cam an dạ chiết với giá chỉ cả ta để bẹp bòn cái này ba miền sầm nụ ấy thế ai đừng lực làng bàn đấy và phần sân bài chơi chun bát đừng chơi chun đôi chấm điểm chắc là khả năng miền điện thì pin ấy toàn miền sầm ở miền toàn miền lục hạt đấy chun miền điện thì bay thường dương miền lục hạt đấy và miền lục hạt ba sân bà ở miền tế nhưng xôm à bà bà năng sân hơi xôm rong chạm trà sân ai chưa mùi nâng
video chia sẻ mê riêng chia bản to tiết bà xôm ọc.